Ê, xì phải. Trời ơi, hôm nay giống như là ngày quà tặng Wonderland vậy đó. 42.000. Hay là Pandora để ở đây nhưng mà không xuất hiện làm cho chị Vani bất ngờ chơi. 42.000. 30.000. Không loại trừ khả năng đó là anh quay phim, tại vì cũng quá lâu rồi anh quay phim với chị Vani chưa gặp nhau. Để chị Vani mở ra xem nha. Ôi, chị Vani biết cái này nè. Đây là cái túi chuột, đúng không ta? Đúng rồi nè. À, chị Vani có thấy nhiều bạn comment nhiều bạn comment nói là chị Vani chơi cái túi này đi. Nhưng mà chị Vani chưa tìm được chỗ, hay quá. Ai tặng hôm nay để đó mà đáng yêu vậy trời. Chứ trong đây đã gì vậy ta? Giống như là xà bông đúng không? Xà bông à. Ủa, chị Vani được hai cái luôn. Chứ là mình sẽ tự đấu với nhau để xem coi tay nào mình sẽ cầm túi chuột này tốt hơn. Có hai cái nhỏ nữa, mình để rác ở đây đi, để lát thôi mình đi phức. Hai cái nhỏ này nó sẽ phù hợp với lại các bé nhỏ nhỏ nè. Mấy bé mà học mẫu giáo cấp 1 là xài cái này là được rồi nè. Không phải là xài mà mình chơi, mình mua về chơi thôi. Thật ra là những cái vật dụng này. Ôi, cái này nó có nước. Nó có nước nè. Bị hư rồi. Cái màu hồng này hư rồi. Mình chơi nữa. Đó, ít ra thì cầm nó phải tự tuột xuống. Ủa, sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy. Chị Vani thấy hai cái lớn chơi dễ hơn. Hay là chị Vani không biết chơi cái này? Bạn nào có cái này rồi chỉ Vani chơi được không? Ây da, khó quá vậy. À, vậy hả? Trời, mới chụp có một chút mà nó mỏi tay luôn á. Bây giờ để xem coi chị Vani trong một phút mình có thể chụp được bao nhiêu lần nhé. Trời ơi, khó vậy. Một, không được. À, không được. Không được. Trời ơi, chị Vani không biết chơi cái này á, không biết chơi làm sao cho nó đúng á. Hay là nó cứ cầm và nó cứ chuột như thế này thôi. Các bạn nào chơi chị Vani chơi không? Comment liền. Comment liền giùm chị. Trời ơi, tôi không biết chơi cái này. Trời ơi, hãy giúp đỡ chị. Chị thiệt là quê mùa. Đó là lý do tại sao mấy kêu chị mua quà mà chị không mua, tại vì chị không biết chơi á. Nhưng mà thật ra là ngày hôm nay chị Vani thấy chơi gì vậy không? Mà chơi vậy thì nó không có ý nghĩa gì hết. Thật ra là nhưng mà ngày hôm nay á, là chị Vani đi mua một cái món mà các em rất là thích và chị Vani cũng thích nữa. Thơm thơm nữa, mềm mềm nữa. Mà mình bóp vào á thì mình bóp vào một cái thì nó sẽ giãn ra như cũ luôn. Đố các em là gì? 5 giây trả lời câu hỏi của chị. Trong 5 giây này nha, bạn nào mà trả lời xong á, đừng có quên kéo xuống phía dưới bấm nút like tặng chị Vani nha. Bởi vì chị Vani đã có người được tặng cái túi chuột nè. Rồi xong hôm nay chị Vani mua quà về nữa. Rồi nếu như mà like xong rồi, các em đừng có quên là nó có một cái chuông kế bên để các em có thể nhận được thông báo mỗi khi có video mới. À, chị Vani sẽ chăm chỉ làm video lại cho mấy em. Hết 5 giây. Đố các em, chị Vani mua cái gì trong cái túi màu hồng này? Xin chúc mừng bạn nào trả lời đó là Wishy. Yeah, Wishy là một món đồ chơi mà chị em chúng ta đều thích. Rất thơm. Và bóp một cái thì nó cũng sẽ quay trở lại hình dạng ban đầu. Chị thích màu hồng, chị mua một cái màu hồng nè. Chị mua nhiều lắm. Chị mua cái nhỏ nhỏ này nữa. Mình sẽ mua đủ các kích thước luôn. Cái lớn có, cái nhỏ có. Tại vì đang rất thích ăn kem. Đang thèm kem lắm. Cái này nữa nè. Con gấu siêu cute luôn. Chị Vani sẽ lấy ra hết luôn nha. Móc khóa Wishy. Chị Vani thấy có nhiều bạn mua cái này tặng bố mẹ để mà làm chìa khóa xe. Học trò của chị Vani á, mấy bạn á, mua tặng bố mẹ là chìa khóa xe. Cánh cục Wishy. Bánh bông lan nhân dừa đảm bảo luôn. Donut Wishy, donut hình gấu trúc. Và bánh mì bơ tỏi Wishy. Bây giờ mình sẽ mở ra hết nhé.
tạm thời á, mình sẽ để rác vô trong cái quà này, để lát hồi mình gom mình đi giục cho dễ. Không được xả rác lung tung vào bừa bãi các em nha. Trời ơi, thích cực kỳ luôn á, tại vì nó có cái mùi y như thật ấy. Đây cũng là một cái móc khóa. Móc khóa hình bánh mì bơ tỏi. Chị bên đây tự chế. Chị bên đây tự chế cái tên thôi. Chị bên đây thích lắm luôn. Tại vì thật ra là Wixy nè, nó nhìn vừa y như thật, vừa có cái mùi thơm như thật, mà hơn nữa là giúp mình xả stress rất là tốt. Bữa hổm á, có lúc mà chị Bunny livestream á, có nhiều bạn nói là sắp thi học kỳ rồi, làm cách nào để cho bớt áp lực bởi vì quá nhiều đề cương đúng không? Thì chúng ta có thể mua Wixy về mà chơi. Ví dụ như đang học bài thì có thể vào năm bao nhiêu đó, cuộc chiến này nọ kia ABCD đó, dạng như vậy. Đây là một nha. Tiếp nữa mình sẽ mở hết tất cả những cái liên quan tới đồ ăn trước. À, Wixy này là bao nhiêu tiền ấy nhờ? 27.000. Wixy bánh bông lan cũng 27.000 luôn. Cái này là giá mà chị Vani mua thôi. Các em có chỗ nào mua rẻ thì nói với chị Vani nha. Chị Vani mua cái này ở nhà sách hay là những cái tiệm văn phòng phẩm á, tiệm đồ chơi cũng có nữa. Rất là nhiều cửa hàng, thật ra là ngoài chợ cũng có nữa đó. À, chị Vani ở gần chợ Sống Chiếu, quận 4, cho nên là cũng hay ra đó mua đồ. Nhớ bỏ rác vào bịch nè nha. Sandwich, à không phải sandwich, bánh bông lan Wixy. Đó, lại tiếp tục. Mình có thể học tác giả tác phẩm. Mỗi lần mà mình học môn văn á, nó có cái phần tác giả tác phẩm. Tác giả nào, sáng tác bài nào, là gồm những tác phẩm gì, hay là tác phẩm nó có ý nghĩa như thế nào. Vừa học bài chúng ta có thể dùng cái tay xoa 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 bóp bóp như thế này, sẽ thư giãn hơn, sẽ thoải mái hơn trong tinh thần. Đó, hai món đồ ăn rồi. Bây giờ tới donut gấu trúc. Ta-da, donut gấu panda. Donut gấu panda này cũng 27.000 luôn. Cái này đã cực kỳ y chang donut luôn nè. Láng bóng mịn. Muốn ăn luôn vậy đó. Thơm quá. Thơm cái mùi kẹo ngọt. Thơm cái mùi của đường. Ôi trời ơi, chị Vani đánh sao? Chị Vani hung trong đây cái nó đỏ luôn. Mình sẽ lấy gắn vô cái chìa khóa xe của mình một cái. Xong. Tiếp nữa, đây là bánh. Bây giờ chị Vani không biết là bánh gì, nhưng mà chị Vani thấy màu xanh lá thì chị Vani tự mặc định là matcha. Bánh này là bánh gì liên quan tới matcha nè, và có sô-cô-la. Trời thơm á. Nó giống như bánh gì ta? Tiramisu hả? Tiramisu matcha. Có không? Biết đã đi. Cái này nhỏ nhỏ vừa để làm móc khóa nè. Còn mấy cái này thì hơi to, mình có thể móc vào cặp táp. Thôi, cái kem. Chị Vani thật tình là đang rất là thèm kem luôn. Rất là thèm kem luôn á. Trời ơi, kem dâu, vani dâu, vani dâu. Màu trắng và kem vani chắc chắn không thể nào thay đổi được. Bởi vì chị Vani cũng thích vani, cho nên là chị Vani sẽ mua những cái kem màu trắng. Trời ơi, nó thơm cái mùi bánh quế rồi nè. Trời ơi, thích ghê. Bây giờ mình tới động vật nha. Đây, động vật thì 35.000 một con. Chị Vani mua mà hả, cái cô bán hàng á, cô bất ngờ luôn. Cô không biết chị Vani mua về làm gì nữa. Chị Vani nói là mua về để tặng quà. Hay là chị Vani mở ra, chị Vani chơi một tí xíu thôi, xong rồi lát hồi chị Vani sẽ tìm cách gói lại, và chị Vani sẽ tổ chức mini game tặng những cái Wixy này, ok không? Nếu như mà ai ok cho một like liền, cho một like liền, và bấm chữ ok ở phía dưới liền. Cảm ơn các em. Trời ơi, đã ghê không? Trời ơi, chị Vani biết á, chắc là chị Vani với các em giống nhau, là đều thích những cái vật mềm mại, dễ thương. Mà có một cái hơi không công bằng một tí, chị Vani chả thấy cái nào mà dành cho bạn nam cả. Toàn những thứ rất là dễ thương dành cho bạn nữ thôi à. Thiệt tình, lỡ có nhiều bạn nam cũng thích Wixy thì sao? Chị Vani sẽ nghiên cứu làm Wixy. Làm Wixy cho nam. Làm xe hơi robot. Đây. Đây là con vật mắc nhất mà chị Vani mua. Sóc hồng 94.000 luôn. Nhưng mà tại vì chị Vani thích quá. Nó màu hồng đó. Thơm tuyệt trần. Thơm tuyệt trần là dành cho nhan sắc. Thơm tuyệt vời. Thơm quá. Trời ơi, siêu cute luôn nè.
cái mà cái si mà hay nhất là nó không có bị biến hình biến dạng hết trơn. Thì mình bóp như thế này xong rồi mình để ra y chang lại như ban đầu luôn á. Làm lại lần nữa nha. Ví dụ như các em học bài tốt quá, tại sao mình lại không bài hoài không thuộc ư? Xong rồi sau đó mình để quay trở lại như ban đầu. Ơi tuyệt vời lắm luôn á. Chị Bình thích những cái thứ như thế này, có nghĩa là mình chơi hoài mà nó không có bị hư, rất là bền bỉ. Nhưng mà các em cũng cẩn thận một tí nha, tại vì á thật ra là mình có thể ngửi những cái mùi này nè, mình ngửi với một cái số lần nhất định thôi, mình đừng có ngửi nhiều quá. Tại vì những cái mùi này á, nó là những cái mùi nó hơi hóa chất một tí, cho nên nó sẽ không có tốt đâu. Mình ngửi chơi vừa thôi. Cái bạn này là giống thật lắm luôn nè. Bạn này là giống thật lắm nè, chim cánh cụt nè. Chim cánh cụt thì chỉ sống duy nhất ở Nam Cực thôi. Còn Bắc Cực thì là bạn này. Gấu Bắc Cực, đúng không ta? Bạn này thì giống gấu trúc. Gấu trúc với gấu Bắc Cực có liên quan không? Không liên quan lắm. Thôi nhưng mà giả bộ bạn này là gấu Bắc Cực đi. Bạn này là chim cánh cụt ở Nam Cực. Hai bạn này chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà vì Wonderland hai bạn này đã gặp nhau rồi. Yeah! Chào bạn. Mình là gấu Bắc Cực. Mình là chim cánh cụt ở Nam Cực. Ta-da! Ở bên Nam Cực có lạnh lắm không? Quá trời lạnh luôn á. Còn ở bên Bắc Cực có lạnh không? Đương nhiên là lạnh rồi. Bạn hỏi kỳ quá hà. Chị Bánh đi vừa mới chế ra một câu chuyện. Hai bạn này chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài đời thật đấy. Chỉ có thể gặp nhau ở Wonderland thôi. Một bạn là gấu Bắc Cực, một bạn là chim cánh cụt ở Nam Cực. Thật ra chị Bánh đi tưởng tượng nó là gấu Bắc Cực thôi nha, chứ nó là gấu Panda đó. Ta-da! Xong rồi. Đây là những cái quixi to đùng và rất là đáng yêu. Nhưng mà bên cạnh đó chị Bánh đi cũng mua cái này, những cái bạn quixi nhỏ nhỏ. Có thể mua những cái bạn ba cái bạn nhỏ nhỏ này nè với giá là 35.000 thôi. Nhưng mà hình như á ba cái bạn này nè mấy em, cái chất liệu mà làm ra ba cái bạn này khác với lại những cái chất liệu làm ra những cái bạn lớn lớn này. Nè chị Vani sẽ khoe với các em nha. Cái này á giống như là có mấy bạn mà thích để trên điện thoại á, cái nó nhũn nhũn vậy nè, đó nhũn nhũn. Chị bên đây không biết là làm bằng cái gì nữa, nhưng mà nó rất là nhũn, mềm mềm ấy. Còn mấy bạn này là giống như là mấy cái miếng nệm của mình á, mấy cái miếng nệm, đúng rồi. Còn cái này là nó cứ nhũn nhũn sao á. Chị bên đây thấy rất là nhiều người gắn vào điện thoại luôn. Mà cầm rất là đã tay. Nhưng mà các bạn này thì không thơm, các bạn bên đây mới thơm. Đây là những cái món đồ chơi mà chị Vani nghĩ là khi mà các em stress quá, căng thẳng quá, hay là các em gặp áp lực trong việc học á, thì các em có thể mua những cái món đồ này để mình giống như là một cái cách thư giãn thôi. Mình có một người bạn luôn đồng hành với những cái căng thẳng của mình. Ví dụ như là mình sẽ nói chuyện với bạn chim cánh cụt này: hôm nay tôi quá mệt bởi vì tôi học bài cái đề cương quá nhiều, tôi phải làm sao? Thì bạn chim cánh cụt cũng không có giận mình dạng như vậy. Hoặc là mình làm bài không được: tại sao ngày hôm nay làm tập làm văn không được, dạng vậy đó. Rồi còn không thì: tại sao ngày hôm nay môn tiếng Anh mà tôi không nhớ ngữ pháp đó, theo kiểu vậy. Thì chúng ta có thể xả stress bằng rất là nhiều cách, đúng không? Và đây là một trong những cách mà chị Vani cảm thấy rất là tích cực. Có nghĩa là mình sẽ nói ra những cái căng thẳng của mình. Hy vọng là các em sẽ có một mùa thi học kỳ 1 thiệt là thành công nha. Đừng có quên like, kêu gọi mọi người đăng ký cho chị. Cảm ơn các em nhiều. Bye bye.